Hiếu Yên xin hân hoan được chào đón bà con đang đến với chương trình đầy tiếng cười vui nhộn. Chương trình được mang tên Cùng Nhau Hái Lộc. Anh tên gì ạ? Dạ em tên Điệp, ở Tân Hòa, Châu Thành A. Điệp, dạ. Điệp đây hả? Dạ. Lan đây. Dạ cũng được. Lan này hơi mập chút, cho kệ đi. Dạ. Điệp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin anh đừng quên cô Lan đang đứng gần đây, sẽ tặng cho anh một món chân tình. Dạ, kính thưa quý vị và bạn, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hai vị khách mời. Ra giùm tôi cái đi. Không có ra. Sao vậy? Giận rồi. Mời đội vàng vô khiêng cái ông màu vàng ra. Mời đội xanh khiêng cái bà màu xanh ra. Khiêng. Trời đất ơi. Gì vậy vậy? Trời đất ơi. Trời ơi. Khiêng làm sao cho nó sang chẳng nha. Trời ơi. Dạ kính thưa quý vị, dạ hôm nay em xin tự giới thiệu luôn. Dạ em là Gia Linh. Dạ hôm nay em đến đây và cùng chung vui với bà con. Dạ chương trình ngày hôm nay là chương trình Cùng Nhau Hái Lộc. Bà con ơi, súng lên nào. Dạ. Dạ, còn em là Dương Thanh Vàng. Xin gửi lời chào đến tất cả bà con đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Chào mừng bà con đến chương trình Cùng Nhau Hái Lộc. Dạ. Làm ruộng. Làm ruộng bao nhiêu lâu rồi? 50 năm. Bao nhiêu? 50 năm. Năm nay em nhiêu tuổi? 49. Trời. Ủa là làm sao ta? Là làm sao ta? Con gì càng to càng nhỏ? Con cua. Con cua. Chính xác. Dưới bao bì thuốc bảo vệ thực vật có vệt màu thể hiện điều gì? Bột qua trước nước qua sau. Chính xác. Rồi hứng vô. Rồi hay xác lên rồi. Nhảy đi, nhảy vào bộ đi. Cô Vũ lên bà con, cô Vũ lên. Bà con ơi, cô Vũ cho em đi ạ. À. Sao không nhảy, đi không vậy? Không xuống. Rồi, chuẩn bị đội đầu nha. Cố lên nha. Anh cứ rồi, tiếp luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Vàng ơi, nhảy nha, chứ không có được đi nha. Ờ, nhảy đặc biệt nha.